mình pha cái cà phê thạch rau câu sữa tươi như thế này uống rất là ngon luôn á các bạn. Đó, thì bạn nào tín đồ của cà phê thì không thể bỏ qua món này nha. Mến chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Team Cooking nha. Thì hôm nay mình sẽ pha chế một cái món uống rất ngon luôn nha các bạn, đó là cà phê và cà phê sữa tươi. Làm sao để cho cái cà phê và cà phê sữa tươi nó được ngon á, thì mời các bạn theo dõi video của mình trên kênh Team Cooking nha. Rồi, cho vào trong phin đó bạn, thì mình cho nửa cái phin thôi nha bạn, cà phê đầy nửa cái phin thôi ha. Giờ mình lấy cái chận này nè bạn, mình đè cái cà phê xuống cho nó dẻ xuống nha các bạn. Và mình chế vào trong đây một ít nước thôi nha các bạn, cho cà phê nó nở ra ha. Đừng chế nhiều quá nha, cà phê nó nở ra trước nha các bạn. Khoảng chừng 30 giây đến 1 phút sau á thì cái nước này nó thấm vào trong cái cà phê á, thì giờ mình mới chế đầy cái phin nha các bạn. Lúc này cái nước á nó thấm vào trong cái phin cà phê á và nó nở cái cà phê ra rồi á, thì bắt đầu mình mới cho đầy trên cái phin nha các bạn luôn nha. Cà phê bốc mùi lên thơm lắm bạn ơi. Từ từ nha các bạn. Đó, mình đậy lại nha. À, đây là cái thạch rau câu các bạn, cái thạch rau câu cà phê mình làm xong rồi nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ lấy ra tô nha. Như thế này bạn. À, rau câu các bạn, rau câu mình cà phê mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đường vào trong cái cà phê này nha các bạn. Thì mình cho vào trong đây 5 muỗng đường nha. Mình cho vào trong cái cà phê tan đường á, thì một cái bí quyết mà để cho cà phê nó ngon á thì bạn cho vào trong chai này nè, bạn lắc. Nếu như không có cái cây khuấy cà phê á, thì mình cho vào trong chai này ha. Mình lắc lên cho nó lên bọt nha các bạn. Cà phê mà nó lên bọt á thì mình pha cà phê nó mới ngon nha các bạn. Nó mình cho vào cà phê vào trong chai rồi thì mình sẽ lắc lên như thế này nè các bạn. Mình lắc khoảng chừng 1 phút có thì cà phê nó tan đường mà nó cũng lên bọt nữa nha các bạn. À, lắc càng lâu thì nó càng lên bọt nha các bạn. Đây là 1 phần 3 ly sữa thôi nha. Mình cho vào trong đây 1 phần 3 ly sữa nha. Vào nha các bạn, cái thạch rau câu hồi nãy nè, thạch rau câu cà phê nè các bạn. Mình cho vào trong ly cà phê sữa nha. Đá lên cái ly này ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái cà phê này vào trong từng ly nha các bạn. Đầu tiên đó là cái này là cái cà phê đen nha các bạn, thì mình pha cà phê đen thì mình cho vào. Cái tiếp là cà phê sữa nha các bạn. Đó, cà phê sữa tươi á. Cho nước đá vào trong cái ly cà phê đen nha các bạn. Đó, cuối cùng là mình cho một ít cà phê lên trên đây nữa nha các bạn. Rồi mình đậy nắp lại là mình sẽ có những cái ly cà phê ngon tuyệt vời luôn nha các bạn.
là 3 ly cà phê á bạn, thì 2 ly hai bên đó là 2 ly cà phê sữa tươi, còn ly chính giữa là ly cà phê đen đá nha các bạn. Thì khi uống thì mình sẽ cắm ống hút vào á nha các bạn. Đúng rồi. Đó, và cái cách làm của mình đó, thì các bạn làm theo cái công thức của mình đó là sẽ có được những ly cà phê sữa rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Thì mời các bạn uống cà phê sữa với mình nha. Thì trong hai loại cà phê này thì mình thích uống cái cà phê sữa tươi này nhất nha các bạn, tại vì mình phụ nữ thì mình thích uống cái này ha. Còn cái này thì uống nó hơi nặng nha các bạn, uống thì nó hơi mênh đập, nó hơi khó chịu, nên uống cà phê sữa là, tại vì cà phê sữa tươi này là tốt nhất đối với phụ nữ nha các bạn. Rồi mời các bạn uống cà phê sữa với mình nha. Và tín đồ của cà phê sữa thì không thể bỏ qua cái món cà phê sữa tươi này nha các bạn. Uống rất là tuyệt vời luôn ha. Đó, khi mà mình uống cà phê mà mình vẫn được ăn cái thạch cao câu này luôn á thì còn gì bằng nha các bạn. Có cái thạch cao câu nữa nè. Mời các bạn nha, mời các bạn uống cà phê sữa tươi thạch rau câu cà phê nha. Cái viên thạch nó cũng dễ thương lắm các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video các cách làm cà phê sữa tươi thạch rau câu của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe, một đăng ký kênh đó, một bình luận bên dưới nha. Để lại bình luận bên dưới cho mình biết ha. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều, quan đã xem video của mình tới đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.